5 lời khuyên dành cho tất cả các bạn chủ spa nếu như mà các bạn không muốn là spa của chúng ta mở ra mà bị đóng cửa. Xin chào quý vị và các bạn, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, tôi là Hàn Ngọc Vân Anh. Vân Anh đang kinh doanh trong hệ chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Vân Anh, và đặc biệt Vân Anh có 13 năm trong kinh nghiệm để đào tạo tất cả các bạn chủ spa và định hướng cho các spa phát triển. Vân Anh giúp được cho hàng nghìn các chị em phụ nữ và hàng nghìn các chủ spa trở nên thành công, hạnh phúc và giàu có hơn. Ngày hôm nay thì Vân Anh muốn chia sẻ với tất cả các bạn và các chị em ở đây 5 cái phương pháp để chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể giúp cho spa của chúng ta vừa mới mở ra hoặc đã mở lâu rồi nhưng mở ra thì sẽ luôn luôn thành công và không bao giờ gặp phải bất cứ một cái vấn đề gì để mà spa của chúng ta phải đóng cửa. Chia sẻ với tất cả các bạn rằng ngày đầu tiên khi mà Vân Anh bước chân vào ngành spa cách đây 13 năm, lúc đó thì hoàn toàn spa nó là một cái từ vô cùng xa xỉ với xã hội này. Và hoàn toàn thì cái mà mọi người biết tới thì chỉ biết tới đó là massage, chỉ biết tới là beauty, chứ mọi người chưa biết tới spa và điều trị da như thế nào. Thì chia sẻ với tất cả các bạn là khi mà Vân Anh bước chân vào ngành như vậy, thì khi mà Vân Anh bắt đầu đi vào ngành spa, có vô cùng nhiều những cái rào cản nảy sinh ra, thiếu tất cả những cái kiến thức để có thể học hỏi như thế nào. Vân Anh đã phải tìm tòi học hỏi, và đặc biệt là Vân Anh phải học rất nhiều các chuyên gia ở nước ngoài. Lúc đầu tiên khi mà tôi bắt đầu đi học spa thì tôi rất là loay hoay, và đặc biệt là Vân Anh còn không biết định hướng cho mình xem là mình sẽ là đi vào điều trị hay là chăm sóc da. Và khi mà bắt đầu đi vào cái điều trị ấy, thì Vân Anh thấy rằng là mình rất là khó làm như thế nào để mình có thể điều trị thành công một da mặt, và mình làm như thế nào để khi mà mình điều trị xong thì họ giữ được bền nhất. Trong suốt cái quá trình mà học hỏi và tìm hiểu, có rất là nhiều các da mặt mà Vân Anh đã điều trị, có những ca thành công và những ca chưa thành công. Lúc đấy tôi vô cùng đau đầu, và lúc đấy tôi luôn luôn đi tìm tòi và học hỏi. Và sau đó rồi thì Vân Anh đã tìm được ra cái phương pháp để làm như thế nào để Vân Anh có thể điều trị thành công cho tất cả các chị em phụ nữ, từ mụn, nám, tàn nhang và tất cả những cái vết thâm đen sạm ở trên da mặt. Vân Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự tin để Vân Anh có thể mở tiếp các chuỗi hệ thống doanh nghiệp của Vân Anh. Khi mà spa đầu tiên mà Vân Anh mở ra thì vô cùng đông khách, nhưng tới khi bắt đầu đến spa thứ 2, thứ 3 mở ra thì bắt đầu lúc đấy tôi đã cảm thấy bắt đầu loay hoay với công việc của mình. Vân Anh cảm thấy mình không có thời gian nữa, mình phải chạy từ chỗ này, chạy qua chỗ kia, chạy qua chỗ kia, chạy hết từ bên này qua tới bên kia, và không làm như thế nào để có thể điều hòa được công việc của mình. Khách hàng ở đây gọi điện là gặp Vân Anh, khách hàng ở kia gọi điện là gặp Vân Anh, và Vân Anh cảm thấy vô cùng bị stress. Nếu như mà khách hàng không gặp tôi thì khách hàng sẽ không điều trị và không làm nữa. Chính vì vậy, lúc đấy tôi mới nghĩ ra rằng làm như thế nào để tôi phải thay đổi điều này, làm như thế nào để tôi kinh doanh thì tôi phải có thời gian hơn, tôi phải được hạnh phúc hơn. Nhưng đây, trong khi kinh doanh, Vân Anh lại cảm thấy rằng Vân Anh không có thời gian dành cho chính bản thân mình, chứ chưa nói đến thời gian để có thể dành được cho gia đình. Và sau đó thì Vân Anh cũng đã tìm và học hỏi được từ người thầy của Vân Anh. Lúc đó thì Vân Anh đã rút được ra 5 cái bí quyết mà hôm nay Vân Anh sẽ dành 5 bí quyết đó để chia sẻ cho tất cả các chị em và chia sẻ cho tất cả các bạn. Điều đầu tiên các bạn nên nhớ khi mà các bạn mở spa ra thì các bạn phải nhớ điều đầu tiên, đó là rất quan trọng về vấn đề nhân viên. Nhân viên của chúng ta phải biết cách tiếp khách như thế nào, nhân viên của chúng ta phải biết chăm sóc khách hàng như thế nào. Và lúc đấy chúng ta sẽ phải đưa ra được một hệ thống cho spa. Hệ thống này sẽ bao gồm từ phương pháp điều trị, hệ thống này sẽ bao gồm từ cách quản lý nhân viên, hệ thống này sẽ bao gồm từ cách mà chăm sóc nhân viên từng bước như thế nào, điều trị ra từng ca như thế nào. Thì điều đầu tiên là các bạn phải tìm những người nhân viên vô cùng tâm huyết với nghề. Điều thứ hai là các bạn phải hệ thống hóa được spa của các bạn, để mọi người đi vào, tất cả các nhân viên của các bạn đi vào, tất cả mọi vấn đề trong spa của các bạn nó đều đi theo được một cái quy trình khép kín, và đặc biệt là không có một ai làm khác ai. Bất cứ một ai đi vào trong doanh nghiệp của bạn, bất cứ một nhân viên nào đi vào trong doanh nghiệp của bạn đều làm y xì các bước như vậy, và không có một cái gì thay đổi hết. Và thứ ba Vân Anh muốn chia sẻ ở đây, đó là khi mà các bạn mới mở doanh nghiệp thì các bạn lưu ý các bạn đang gặp rất nhiều các thông tin nhiễu loạn. Các bạn không biết là mình nên sử dụng sản phẩm nào, các bạn đi theo dòng như thế nào, và bắt đầu các bạn bỏ ra rất là nhiều tiền, thời gian, công sức và đi test tất cả các sản phẩm mà các bạn gặp được trên con đường các bạn đi. Và lúc đó thì bắt đầu các bạn bị hoang mang. Bạn mỗi một sản phẩm sẽ có một phác đồ điều trị khác nhau, các bạn lại phải thí nghiệm từ da này qua da kia. Và lúc đấy các bạn không biết là
da của khách hàng được thành công là vì nguyên nhân gì, và sau đó là bạn cứ dàn trải cái số vốn ít ỏi của mình vào tất cả các sản phẩm, cứ mang về đặt đó, điều trị, theo dõi, thấy không hài lòng, không ưng ý lại đi tìm một sản phẩm khác, mang về đặt đó, điều trị, theo dõi, và cứ quay một vòng, cứ luẩn quẩn như vậy, và chúng ta cứ mãi mãi xuất điểm ở một cái bước start như vậy và không có một cái gì thay đổi hết. Bù lại thì chúng ta mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và tâm huyết vào. Đôi lúc có những bạn sẽ cảm thấy vô cùng nản bởi vì không biết nên làm như thế nào, và vô cùng nhiều những câu hỏi đặt ra cho Vân Anh. Vân Anh thường gặp phải các bạn mới vào nghề rằng: chị ơi em phải làm như thế nào, chị ơi em phải thế này, phải thế kia, và hoàn toàn các bạn đang bế tắc với câu hỏi tại sao đó. Chính vì vậy nên các bạn lưu ý rằng mình sẽ không được đọng hàng lại. Mình tìm hiểu bất cứ một sản phẩm gì, hãy nhìn người đi trước, họ thành công rồi thì chúng ta hãy follow theo họ và đi theo các con đường thành công đó. Và một điều quan trọng không thiếu nữa, điều thứ tư mà Vân Anh muốn chia sẻ với tất cả các bạn ở đây, đó là một vấn đề về marketing. Các bạn có công nhận với Vân Anh rằng là rất nhiều, tất cả những nơi ở ngoài kia hoặc những nơi mà các bạn biết, họ có thể làm về chuyên môn chưa tốt nhưng họ rất đông khách. Vân Anh đang nói rằng là một số nơi chứ không phải là tất cả. Thế nhưng mà các bạn không hiểu là mình làm như thế nào khi mà các bạn chuyên môn tay nghề đã tốt rồi nhưng khách hàng của bạn không hề đông. Bởi vì sao? Các bạn thiếu một bước vô cùng quan trọng, đó là cái bước chiếm 80% cái sự thành công của các bạn, đó là marketing. Thì marketing ở đây được gọi là gì? Marketing là cái cách mà các bạn có thể giúp cho khách hàng có thể hiểu được trong doanh nghiệp của các bạn có những gì, trong doanh nghiệp của các bạn giúp đỡ được điều gì cho khách hàng, và trong doanh nghiệp của các bạn có thể làm được những điều gì cho khách hàng, biến họ từ như thế nào và có một kết quả như thế nào. Thì cái cách mà chúng ta làm marketing ở đây đó là các bạn hãy tham gia tất cả các chương trình truyền thông, các bạn hãy ở nơi mà khách hàng của các bạn ở, các bạn hãy làm thật nhiều video để hướng dẫn cho khách hàng của các bạn từ những việc nhỏ nhất tới việc lớn nhất, để khách hàng của chúng ta biết được rằng họ cần làm gì và chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ cho những khách hàng được trở nên đẹp hơn, được trở nên xinh đẹp hơn, được trở nên hết mụn, hết nám và hết tàn nhang. Và một điều quan trọng nữa mà một điều Vân Anh thấy rằng đây là điều mà Vân Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Vân Anh đã tìm được, đó là các bạn, điều cuối cùng, điều thứ 5, đó là các bạn cần phải tìm một mentor cho mình. Một mentor nghĩa là gì ạ? Là một người đi chung cùng với bạn, là một người hướng dẫn cho bạn, là một người hỗ trợ cho bạn mọi lúc mọi nơi, là một người giải đáp cho các bạn, là một người cùng đi cùng với doanh nghiệp của các bạn, hướng dẫn, hỗ trợ ở bên các bạn, động viên cho các bạn khi các bạn cảm thấy mất năng lượng, giúp đỡ cho các bạn khi các bạn chữa được những ca mà không thành công, biệt rằng luôn 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 hết lòng vì các bạn. Và đây là 5 điều mà Vân Anh đã tìm tòi được trong suốt cái quá trình 13 năm mà Vân Anh đã làm trong ngành spa. Ngày hôm nay tôi chia sẻ với tất cả các bạn ở đây và tôi mong rằng sự chia sẻ của Vân Anh giúp ích được cho tất cả các bạn. Nếu như các bạn đang chuẩn bị mở spa, các bạn đang mở spa hay các bạn đã là spa rồi, đôi lúc rằng ở ngoài kia các bạn có những khúc mắc giống như mà tôi đã từng gặp phải, thì tôi rất là mong rằng một phần nào đó tôi giúp cho các bạn. Và nếu như mà các bạn không muốn bỏ lỡ của kênh của Vân Anh vào ngày mai, thì tôi rất là mong rằng các bạn hãy sub kênh của Vân Anh để các bạn được theo dõi rất là nhiều những video của Vân Anh tiếp sau, và sẽ được thông báo video của Vân Anh với những giá trị mà Vân Anh chia sẻ cho tất cả các bạn vào ngày mai. Hãy đăng ký kênh của tôi và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Vân Anh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những chuỗi video tiếp sau. Vân Anh mong muốn rằng Vân Anh giúp đỡ được cho hàng nghìn các chị em chủ spa được trở nên thành công, tự tin và hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những chuỗi video tiếp sau của Vân Anh ạ.